Đội tuyển Georgia được mệnh danh là hiện tượng của Euro 2024 với những màn trình diễn bắt mắt và lọt vào vòng 1/8 vô cùng xứng đáng. Tuy vậy, đội tuyển Tây Ban Nha là một đối thủ quá khó để đội tuyển Georgia hy vọng tạo ra được bất ngờ. Trước khi Euro 2024 khởi tranh, cái tên đội tuyển Tây Ban Nha hầu như biến mất khỏi mọi cuộc tranh luận về ứng cử viên cho chức vô địch. Đội tuyển Anh, Pháp, Tây Ban Nha hay chủ nhà đội tuyển Đức là những ứng viên được đánh giá cao nhất, nhưng sau khi vòng bảng khép lại, đội tuyển Tây Ban Nha đã vươn lên trở thành ứng viên vô địch hàng đầu đội tuyển Tây Ban Nha chính là đội tuyển gây ấn tượng mạnh nhất ở Euro 2024 tính đến thời điểm hiện tại. Đoàn quân của Luis de la Fuente vượt qua bảng tử thần một cách vô cùng dễ dàng. Họ đánh bại cả đội tuyển Croatia, Italia và Albania sau 3 lượt trận. La Rosa là đội duy nhất toàn thắng ở vòng bảng, thậm chí không thủng lưới bàn thua nào. Đội tuyển Tây Ban Nha bước vào vòng 1-8 Euro 2024 gặp hiện tượng đội tuyển Georgia. Mục tiêu của Morata cùng các đồng đội không gì khác ngoài một thắng lợi kèm theo tấm vé vào vòng tứ kết với dàn sao chất lượng trong đội hình, đánh bại đội tuyển Georgia là điều nằm trong tầm tay những chú bò tót. Tuyển Tây Ban Nha đang nổi lên như một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch Euro năm nay. Màn trình diễn ấn tượng với 3 trận toàn thắng cùng ngôi nhất bảng B đã minh chứng phần nào cho sức mạnh của tuyển Tây Ban Nha. Thậm chí, đội tuyển Tây Ban Nha còn cho thấy sự ổn định ở các tuyến với năm bàn thắng cùng thành tích giữ sạch lưới. Đội hình của tuyển Tây Ban Nha là sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ với những Rodri, Laporte, Morata hay Iaman và Nico Williams. Trước một đội tuyển Georgia không được đánh giá quá cao, đoàn quân của huấn luyện viên Luis Zela Fuente được dự đoán sẽ có một thắng lợi dễ dàng. Phía bên kia sân, đội tuyển Georgia đang có một hành trình đáng nhớ trong lần đầu tiên góp mặt tại một kỳ Euro. Chiến thắng đầy cảm xúc ở lượt trận cuối trước đội tuyển Bồ Đào Nha giúp Vicha Kvaraskhelia cùng các đồng đội giành tấm vé đi tiếp nhờ lọt top 4 phần 6 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất. Điểm mạnh của đội tuyển Georgia nằm ở tinh thần chiến đấu không biết mệt mỏi cùng khát khao công hiến của các các cầu thủ. Những điểm sang ở Cruzia phải kể đến nhạc trường Kvaraskhelia cùng điểm tựa nơi hàng thủ đến từ thủ môn Giorgi Mamardashvili. Tuy nhiên, đối đầu với tuyển Tây Ban Nha ở thời điểm hiện tại vẫn được dự đoán là thử thách thực sự với họ. Không quá bất ngờ khi thành tích đối đầu đang thuộc về tuyển Tây Ban Nha khi họ giành chiến thắng ở 6 lần gặp nhau gần nhất với Cruzia. Do đó, với nhiều ngôi sao trong đội hình, tuyển Tây Ban Nha đủ sức khiến đối thủ tiếp tục phải ôm hận. Điều người hâm mộ quan tâm là việc những chú bò tót sẽ ghi bao nhiêu bàn thắng vào lưới đối thủ đội tuyển Tây Ban Nha là đội tuyển không được đánh giá cao như Anh, Pháp trước thềm Euro 2024. Tuy nhiên, đội tuyển xứ bò tót lại chính là tập thể thi đấu ấn tượng nhất cho đến thời điểm hiện tại. Họ toàn thắng trong cả 3 trận đấu vòng bảng và chưa để lọt lưới bất kỳ bàn thua nào. Với việc đang có phong độ rất cao, đội tuyển Tây Ban Nha hiện đang là ứng viên nặng ký cho chức vô địch của giải đấu năm nay. Phong độ ổn định ở mọi tuyến cung màn thể hiện đỉnh cao của sao trẻ Lamin Yaman sẽ là thách thức lớn cho bất kỳ đội bóng nào muốn chặn đứng bước tiến của thầy trò huấn luyện viên Luis Zela Fuente ở giải đấu năm nay. Về phía đội tuyển Georgia, họ đã có một giai đoạn vòng bảng hết sức ấn tượng, chiến thắng 2-0 ở lượt trận cuối cùng trước đội tuyển Bồ Đào Nha giúp đội tuyển nước này làm nên lịch sử khi lọt vào đến vòng 1/8 Euro 2024. Đây là một thành tích đáng tự hào nếu biết rằng đội tuyển Georgia chỉ mới có lần đầu tiên tham dự giải đấu lớn nhất châu Âu. Tuy nhiên, cuộc hành trình của đội tuyển Georgia có thể sẽ khép lại ở vòng 1/8 bởi đối thủ của họ là đội tuyển Tây Ban Nha đang quá vượt trội. Đội bóng xứ bò tót không chỉ hơn hẳn về chất lượng đội hình, đẳng cấp, phong độ mà còn ở thành tích đối đầu. Trong 5 trận gần nhất gặp nhau, đội tuyển Tây Ban Nha thắng đến 4 lần, ghi đến 17 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 5 lần. Đội tuyển Tây Ban Nha đang rất vào form, họ toàn thắng 5 trận đấu gần đây, bao gồm 3 chiến thắng tại vòng bảng Euro 2024 để giành ngôi đầu bảng B bảng tử thần. Đáng chú ý đội bóng của huấn luyện viên Luis de Fuente vượt qua vòng bảng mà không để thủng lưới bàn nào. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên de Fuente, đội tuyển Tây Ban Nha ở kỳ Euro này cho thấy một diện mạo khác hẳn. Họ gần như đã đoạn tuyệt với lối đá Tiki Taka để để chơi thứ bóng đá tấn công trực diện hơn. Không những vậy, khi cần thiết, đội bóng xứ sở bỏ tót sẵn sàng lùi sâu về phần sân nhà chủ động đá phòng ngự và chờ cơ hội phản công. Đặc biệt, lối chơi tấn công từ hai biên của đội tuyển Tây Ban Nha trở nên rất đáng sợ với hai cầu thủ vừa trẻ khỏe vừa nhanh nhẹn, vừa lắt léo gồm Nico Williams bên hành lang trái và Lamin Yaman bên cánh đối diện. Ở trận đấu sắp tới, hàng thủ của Georgia chắc chắn sẽ bị đôi cánh này của đội bóng xứ sở bỏ tót hành hạ khổ sở. Đội tuyển Georgia là một bất ngờ lớn ở vòng bảng Euro 2024. Ở lượt trận cuối cùng, họ đã tạo địa chấn khi đánh bại đội tuyển Bồ Đào Nha hai bàn không gỡ nhờ các pha lập công của Kvichak Vraskhelia và Jok Mikautaze. Qua đó, thầy trò huấn luyện viên Willy Sagnon vươn lên vị trí thứ ba tại bảng F để giành tấm vé vất vào vòng 1/8. Đó có thể xem là kỳ tích đối với đội bóng mới lần đầu được góp mặt ở một vòng chung kết Euro. Qua 3 trận đấu ở vòng bảng, có thể nhận thấy rằng đội tuyển Georgia luôn xác định mình là đội cửa dưới và chọn lối chơi phòng ngự chặt, phản công nhanh. Họ thường xuyên ra sân với đội hình được bố trí năm hậu vệ. Gần như chắc chắn trước đối thủ mạnh như đội tuyển Tây Ban Nha, đội tuyển Georgia sẽ tiếp tục áp dụng chiến thuật nặng về phòng ngự này. Thế nên, các học trò của ông zela fuente sẽ gặp không ít khó khăn trong nỗ lực giành vé vào tứ kết phải nhấn mạnh rằng đội bóng của ông sardon tuy đá thủ nhưng không tiêu cực khi cần họ có thể chuyển trạng thái tấn công rất nhanh và xe lưới đối phương trận đấu này tuy được giới chuyên môn đánh giá là tranh lệch đẳng cấp nhưng sẽ không hề dễ dàng đối với đội tuyển tây ban nha đội bóng xứ sở bò tót tuy chơi tấn công hay nhưng lại không có một chân sút xứng tầm đẳng cấp kiểu như fernando torres hay david villa trước đây đội trưởng alvaro morata tuy không tệ nhưng cũng không xuất sắc và trước lối đá tử thủ của đội tuyển Georgia, Tây Ban Nha rất có thể sẽ lâm vào thế bế tắc trong phần lớn thời gian thi đấu. Tóm lại đội tuyển Tây Ban Nha sáng cửa sẽ vượt qua Georgia để giành vé đi tiếp. Bên cạnh phong độ đang rất cao, họ còn có sự ủng hộ của lịch sử. Thống kê cho thấy, trong 7 lần đối đầu giữa hai đội gần đây, bò tót áp đảo khi thắng 6 trận. Tuy vậy, thầy trò huấn luyện viên Zela Fuente khó thắng đậm. Có thể, họ sẽ chỉ đánh bại Georgia với cách biệt một bàn, thậm chí có khi còn bị đối phương kéo sang đá hiệp vụ. Đội tuyển Tây Ban Nha có 3 trường hợp không thể thi đấu do chấn thương gồm Jesus Navas, Nacho và Ild Perez. Huấn luyện viên Luis Zela Fuente nhiều khả năng sẽ tung ra sân đội hình quen thuộc, trong đó Marc Cucurella sẽ tiếp tục được tin tưởng trong vai trò hậu vệ trái. Phía Georgia có duy nhất một cầu thủ không thể thi đấu do bị treo giò là tiền vệ Anzer Mekvabisvili. Đội bóng của ông Willy Saknon sẽ tiếp tục đá với sơ đồ thiên về phòng ngự 5-3-2.